trong mọi sự và hơn mọi loài hầu được
chúng con. Amen. Bài sách ngôn sứ Jeremia. Hồi ấy các thủ lãnh thưa với vua Zedekia rằng: Xin ngài cho giết Jeremia đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mua hòa bình cho dân này mà chỉ gây tai họa. Vua Zedekia nói: Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi, nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được. Họ liền điều ông Jeremia đi và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Melchizedek trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Jeremia xuống, vì trong hầm không có nước mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu. Ông Avet Malak đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Jeremia. Họ đã thả ông xuống hầm và ông đang chết đói ở đấy, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền cho ông Avet Malak người cút rằng: Ngươi hãy đem theo 30 người ở đây, đi kéo ngôn sứ Jeremia lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài chích thư gửi tín hữu Hebrew. Thưa anh em, phần chúng ta được cần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã ước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đến đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Đó là lời Chúa. Của tình yêu hay không?
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu. Vì tình yêu của Ngài, Ngài đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người để dạy cho chúng ta và chỉ cho chúng ta Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu của Ngài như là một cái ngọn lửa từ trời xuống thế để chỉ cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa như thế nào qua hình ảnh của Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết và sau 3 ngày Ngài đã sống lại. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu. Đó là tình yêu. Và tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, cho con người của chúng ta. Nhưng mà câu hỏi mà Chúa hỏi chúng ta là chúng ta có đón nhận lời của Chúa, chúng ta có đón nhận lửa tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có đón nhận Chúa hay là không? Trong bài phúc âm ngày hôm nay, chúng ta nghe lời của Chúa và lời của Chúa hình như là đi ngược lại với cái tình yêu của Thiên Chúa. Một gia đình có 5 người, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3, cha chống lại con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, mẹ lại chống lại con, gia đình chia rẽ với nhau. Khi chúng ta đọc bài, đọc phúc âm nghe như vậy thì chúng ta hiểu, chúng ta tự nhủ rằng tại sao mà trong gia đình mà chia rẽ với nhau mà chính Thiên Chúa đến để mà mang hòa bình, nhưng mà ngược lại Thiên Chúa đã đến để mà chia rẽ trong đời sống gia đình là như vậy. Có lẽ chúng ta không hiểu, nhưng mà lời của Chúa đã áp dụng hơn 2.000 năm về trước, và lời của Chúa đã làm cho những người trong gia đình thời của Chúa chia rẽ. Tại sao mà họ chia rẽ? Một mớ thì nghe lời Chúa, một mớ thì không nghe lời Chúa, và trong gia đình của họ bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đó là thế hệ và đời sống gia đình hơn 2.000 năm về trước. Còn chúng ta ngày hôm nay, trong gia đình của chúng ta, trong giáo hội của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, trong gia đình của chúng ta có nhìn thấy sự chia rẽ hay là không? Dạ thưa là có. Dạ thưa là có ngay bây giờ. Sự chia rẽ ngay bây giờ. Tôi cho cái ông bà và anh chị em một cái thí dụ, không phải một cái thí dụ, một câu chuyện thì đúng hơn. Từ ngày mà tôi về giáo xứ Đức Mẹ La Vang, giáo xứ Việt Nam, thì tôi có một cái cảm nhận là các cụ bà rất là dễ thương. Mà lâu lâu thì các cụ bà đến với tôi và nói nhỏ với tôi, sợ người ta nghe: cha ơi, cha giúp cho con nha, con díu cho cha, con đưa tiền cho cha để cha giúp cho những người nghèo, những người bần cùng nha cha. Tôi xin hỏi quý ông bà và anh chị em, cái hành động của cụ bà bố thí giúp đỡ cho người nghèo, đó là việc tốt hay là việc xấu? Tốt hay là xấu? Đúng không? Đúng không? Có còn sống nhà lạ kia thì sao? Tốt hay là xấu? Không có nghe. Tốt hay là xấu? Tốt. Nhưng mà chúng ta nói điều mà bố thí cho người bần cùng, người đau khổ, mà tại sao bà cụ bà sợ mà nói nhỏ nhẹ, mà díu, mà đưa cho tiền cho tôi
Nhưng mà điều tốt mà tại sao phải cần nói nhỏ giống như vậy? Thì tôi hỏi cụ bà ơi, cụ bà làm việc này rất là tốt, tại sao mà cụ bà nói mà sợ người ta nghe, mà cụ bà đưa cho cháu tiền để giúp đỡ cho người nghèo, người bằng cùng mà sợ người ta nhìn thấy, tại sao là như vậy cụ bà? Thì cụ bà trả lời: thưa cha, nếu mà con nói lớn, nếu mà con đưa thẳng cho cha thì các con ở trong nhà của con sẽ thấy con đưa tiền cho cha để giúp đỡ người nghèo. Như vậy từ nay về sau chúng nó không cho con tiền nữa. Có đúng hay không đúng? Đúng không? Nghe. Đúng. Bà cụ làm cái việc tốt cho bố thí người nghèo mà sợ các con. Như vậy cái hành động của cụ bà với cử chỉ của người con hay là những khái niệm cách việc làm của người con có phải là chuyên năng xã hội hay không? Chúa đến, Chúa nói cho chúng ta, Chúa dạy cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, nhưng mà con người của chúng ta không nghe lời của Chúa mà chúng ta đi ngược lại đường lối của Chúa. Cho nên những người nào mà nghe lời của Chúa là những người thực thi những gì mà Chúa đã dạy, đó là những người theo lời của Chúa. Còn ngược lại, những người không nghe lời của Chúa thì luôn luôn phản ảnh, luôn luôn chia rẽ. Cho nên năm người trong gia đình, ba chống lại hai, hai chống lại ba, tại vì sự ganh tị, sự gì không muốn theo lời của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi thiết nghĩ một điều: trí tuệ của con người, sự hiểu biết của con người, hành động của con người, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có thể vượt thắng tất cả mọi sự. Nhưng mà thực tế con người là con người, thế gian là thế gian, cho nên chúng ta cần phải hướng thượng, chúng ta cần phải hướng thượng, chứ chúng ta không thể nào mà hạ thượng. Hướng thượng lên, nhìn lên Chúa, và chúng ta cần phải học hỏi từ nơi Chúa để chúng ta có thể giống như hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã nói thầy sẽ chịu một cái phép rửa nữa, đó là chịu chết và chịu khổ nạn trên cây thập tự giá. Trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta yêu thương một người nào đó, chúng ta nghe lời của Chúa, quý ông bà và anh chị em có thể là tôi không muốn làm điều gì, tôi không muốn làm điều kia. Nếu mà chúng ta yêu thương một người nào thì tôi tin chắc là quý ông bà và anh chị em hy sinh cho người mình yêu như Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta lớn lên trong một gia đình được yêu thương nhau, gia đình có cha có mẹ, có ông có bà, gia đình yêu thương nhau. Mà trong yêu thương nhau đó, chúng ta cần phải đặt Chúa vào trọng tâm của gia đình, và chỉ có Chúa mới mang cho chúng ta đời sống hạnh phúc, đời sống bình an và đời sống vui vẻ. Nếu mà chúng ta không đặt Chúa vào trong cái trọng tâm của gia đình thì chúng ta đặt cái tôi của chúng ta vào trọng tâm, vì cái tôi của chúng ta sẽ làm cho chúng ta chiên năm sẽ bảy, còn Chúa sẽ mang cho chúng ta sự hiệp nhất. Trong khi chúng ta sự hiệp nhất mà chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta bước vào trong đời sống con người của Chúa là phải hy sinh vì mình yêu, hy sinh vì phục vụ, hy sinh vì gia đình, đó là tình yêu trọn vẹn. Tôi mong mỗi quý ông bà và anh chị em hãy cố gắng nhìn lại trong đời sống của cá nhân, nhìn lại trong gia đình, nhìn lại trong các hội đoàn, nhìn lại trong giáo xứ, nhìn lại trong cử chỉ hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có khi nào chia rẽ hay không? Chúng ta có khi nào nghĩ rằng những cái lời nói, những cái việc làm của chúng ta đã làm cho chúng ta chia rẽ, chia năm xẻ bảy? Chúng ta là người công giáo, chúng ta là anh chị em với nhau trong gia đình, mà khi mà chúng ta chia rẽ như vậy, chúng ta nhìn thấy gia đình trong giáo xứ, trong giáo hội như thế
bà và anh chị em biết như là ánh sáng và bóng tối. Chỉ có ánh sáng và bóng tối, sự thiện và sự ác, hai cái sự đó để chúng ta biết rõ con người, cuộc đời của chúng ta như thế nào. Chúa dạy cho chúng ta là anh em hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Còn sự giữ dạy cho chúng ta điều gì? Sự giữ dạy cho chúng ta là cái tôi của chúng ta, cái phần đời sống thế gian này chúng ta tự chủ, chúng ta không cần ai hết, chúng ta tự cao tự đại. Mà khi chúng ta tự cao tự đại, chúng ta theo ý muốn của con người của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có sự hạnh phúc, có sự vui vẻ và cái sự bình an trong tâm hồn của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Tại vì ai nấy đều cũng sợ người đó. Vì đến ngày hôm nay chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta luôn thiện nhất, luôn yêu thương, và nhờ đó mà chúng ta xây dựng nước Chúa ở trần gian này. Trong cái tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta cầu xin Chúa qua kinh thánh tin của chúng ta để chúng ta luôn luôn sống trong sự thiện nhất và yêu thương. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng bao hàm trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng lên vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Phôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã đem lại một lửa của tin mừng cứu độ đến cho nhân loại. Chúng ta xin cho một lửa tình yêu của Chúa được thắp lên trên toàn thế giới để sưởi ấm cõi lòng băng giá của nhân loại. Chúng ta thành khẩn dâng lời nguyện xin. Xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco là giáo phẩm luôn trung thành sống theo giáo huấn Chúa Công để hướng dẫn đoàn chiên Chúa trao đi trong tình yêu và chân lý của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những người đau khổ, bệnh tật và cả gia đình đang gặp thử thách được Chúa thương chữa lành, hàng trăm những hàng mắt tìm lại được bình an, cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống.
Chúng con trong ngọn lửa tình yêu của Chúa, chúng con cầu xin Ngài Giêsu Kitô Chúa chúng con. Người là ngôi lời
con, người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu đồ thánh ý cha và để gây dựng cho cha một dân tộc thánh thiện. Người đã dâng ta chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang cha và đồng thanh tung hô rằng: cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các môn hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là một nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con xin lên Chúa bánh chuộc xin và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ơn cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nghe và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi trong phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nơi một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Vương La sống khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Nén, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Oscar chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong nhiệm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nghe Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người với người và trong người mà mọi dân sự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you.
dạy chúng ta gian nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối phương cho những ngày chúng con đã sống được bình an. Nhờ Chúa sống lòng thương cứu xưa, chúng con sẽ luôn luôn có khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của hội thánh Chúa. Xin tối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Amen. Của Chúa ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chị em chúng ta chúc bình an cho nhà.
với ông bà và anh chị em thân mến, như đầu lễ tôi đã mời mọi chúng ta cầu nguyện cho ca đoàn như ban thường vụ nhân dịp ngày mổ mạng của hai mẹ. Theo truyền thống của giáo xứ luôn luôn tri ân các anh chị ban thường vụ cũng như ca đoàn đã hy sinh thời gian ngày sức cho chúng ta trong các thánh lễ và đại diện giáo xứ cũng đã nhiều hơn. Tôi thấy là tiên dị bị một chút xíu, có phải hay không? Ok, giáo xứ cho ca đoàn xin tiền là thứ hai, nhưng mà ban thường vụ thì không có xin tiền là thứ hai. Ban diện của cả không cho các anh chị ha. Thì chúng ta biết là các anh chị trong ca đoàn đã bỏ thời gian rất là nhiều để tạo những bài hát giúp cho thánh lễ 10 giờ sáng càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thì trong cái dịp này tôi xin với ông bà và anh chị em, tôi cho phép xin tiền lần thứ hai như là một cái món quà, một cái lời tri ân đến với ca đoàn để khuyến khích mời gọi các anh chị càng ngày càng trẻ, càng ngày càng hát hay, có phải không? Hay để chúng ta có một cái để chúc tụng và ngợi khen Chúa. Và tôi xin quý ông bà và anh chị em hãy cố gắng xin tiền lần thứ hai này để gửi cho các anh chị như là một cái món quà để mà các anh chị mua thức ăn, thức uống. Còn các ông không mua thuốc hút nha, chỉ có thức ăn, thức uống mà thôi. Ok, xin mời các bạn cùng ngủ lên xin tiền lần thứ hai cho ca đoàn Gloria của chúng ta. Oh,
con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như người để mai sau được vào thiên quốc cùng người chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết là năm tới chúng ta sẽ có nhà thờ mới của chúng ta và lễ Thánh Thành đó là ngày 13 tháng 5 năm 2023. Đây là một cái tương lai của giáo xứ cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại San Jose này. Tôi tha thiết kêu bà và anh chị em hãy nhìn vào tương lai, và khi chúng ta nhìn vào tương lai là chúng ta cần phải xây giới trẻ cho tương lai của chúng ta. Vì thế tôi cũng như các cha trong giáo xứ và hội đồng mục vụ đã bắt đầu đưa ra một cái năm, đó là năm giới trẻ, bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 năm nay cho đến năm tới, một năm giới trẻ. Và khi chúng ta nói về một năm giới trẻ, tôi mong mỏi với ông bà và anh chị em, đặc biệt là những người cha, người mẹ, người ông, người bà, khuyến khích con của mình đi vào trong đời sống của giáo hội, trong giáo xứ bằng cách là các em nào mà chịu phép đến đích và thêm sức, các em nào chịu phép đến thêm sức thì có thể gia nhập vào ban phụng vụ. Các em nào có thể chỉ sao chịu các em sức thì gia nhập ban phụng vụ, có thể công bố lời Chúa, có thể trao mình cho Chúa, và chính tôi là người sẽ huấn luyện cho các em. Tôi hy vọng các anh chị khuyến khích con cái của chúng ta để con cái của chúng ta có cảm giác được thánh lễ này là thánh lễ của chúng con, là giới trẻ. Và khi các em không biết đọc tiếng Việt, that's okay, không thành vấn đề, các em có thể đọc tiếng Anh và chúng ta có thể đăng lên bằng tiếng Việt để khuyến khích cho con em của chúng ta gia nhập vào trong thánh lễ, để các em cảm giác được thánh lễ này là của chúng con. Tôi hy vọng các anh quý ông bà và anh chị em hãy cố gắng làm điều đó. Trong ban phục vụ này có một người, đó là tên Serena. Serena, where are you from? Con đâu rồi? Con đang chụp nó. Serena, hãy nghe con ra ngoài này, con đứng ngoài này nhìn cha. Ok. Serena sinh ở bên Mỹ và cũng là dạy cô giáo cũng đang đi học mà phục vụ bao nhiêu năm trở đi, là tương lai của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần khuyến khích để mà giúp đỡ cho con em của chúng ta. Điểm thứ nhất đó là các em sao thêm sức. Còn các em nào mà rước lễ bỏ làm xong rồi thì các em đó tôi khuyến khích chúng ta cần phải lên cho con em của chúng ta đi vào giúp lễ. Elvis, can you come out here, go? Ok, hai đứa bé này là tương lai của chúng ta, cho nên vì thế tôi xin biết nên đứng chính giữa đây hai con. Go stand right in the middle. Ok, hai đứa em này là tượng trưng cho tương lai của chúng ta, cho nên vì thế tôi mong mỗi viên bà và anh chị em, những đứa em nào nhỏ thì hãy cố gắng cho con em mà đi vào giúp lễ và đi vào ban phụng vụ. Như là các em giúp lễ bắt đầu tháng 11 này, tôi sẽ gửi một số đo các em, đo các em để mà may áo cho các em để chuẩn bị cho lễ Thánh Thành. Khi mà lễ Thánh Thành thì các em giúp lễ sẽ được đi vào trong thánh lễ ngày Thánh Thành, có một cái chỗ riêng cho tất cả các em. Vì thế nếu như bà nào mà nghĩ cho con em mình muốn giúp lễ thì đi gặp tôi, và tôi sẽ gửi một người nào đó để đo áo tai dài gì cho các em để chuẩn bị cho năm tới các em đi vào thành giúp lễ. Một lần nữa tôi khuyến khích với ông bà và anh chị em hãy cố gắng em. Serena, em yêu thầy, cảm ơn thầy còn. Ok. Confirmation, I invite all of you to be a part of the Eucharistic ministry. That is to be a lecturer, to be a Eucharist ministry. So I invite you to be a part with all of us. I know that sometimes you come to Mass and you say to yourself, and you say to your parents, Mass is boring. Now this is not boring. Okay, I invite you to be a part of this. In the readings, you don't need to read in Vietnamese, because I know sometimes you cannot read in the midst.
So you can read in English. Okay, so the people can read in English in the projector. So I encourage you, please try your best. I need your help because you are our future. So I invite you to come to be a part of the liturgy committee. And also for those of you who have received First Holy Communion, I invite you to be a part of the altar server. Being on the server closer to the altar, closer to the body of Christ. So I ask all of you to consider to be a part of this Mass. So go home, think about it. If you don't think about it, I will call you. Simple. You can hide, but you can run, but you cannot hide. I will see you wherever. If I see you, I will ask you, okay? So try the best you can to be a part of this Mass platform. Thank you. Chúa ở cùng anh.